Đúng 20 tháng 10 ngày phụ nữ Việt Nam phải không? Thôi thầy không có gì chúc mấy bạn nữ càng ngày càng xinh đẹp, học hành thật giỏi nha. Rồi thôi để thầy tặng từng bạn nha. Rồi thầy tặng em. Lớp này nữ ít dữ ta. Rồi thầy tặng em nha. Hết nữ rồi hả? Chút xíu vợ anh phát được khá một bông với vợ thầy ngon nữa đủ luôn. Nè.